sao đội VR có rất nhiều đồ chơi tuy nhỏ nhắn như robot của ta, nhưng một khi chúng tấn công rồi thì đau đớn lắm có phải không? Chơi vui ngang, tạm biệt VR. Mấy thứ này rất nhỏ nhưng rất thông minh, mình cần phải đưa bọn chúng hướng về chỗ mình. T500 bật. T500 bật. Ủa, mình phải chiến đấu với cả đống đồ chơi mà. Mình đang làm gì ở đây vậy? Hả? Gì? Trời. 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 Cảm ơn cậu bé robot. Cảm ơn cậu bé robot. Emily, mấy món đồ chơi đâu hết rồi? Đồ chơi bị cậu bé robot tiêu quỷ rồi. Có cậu bé robot ở đây, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa. Ông chủ ơi, 500 đã mất khả năng chiến đấu rồi. Không, không, không thể như vậy được. Ta không bao giờ chụp với mình một tấm hình nào hết trơn á, mà giờ lại muốn chụp với Phi. Gintu, mọi người đều đã biết tôi chính là cậu bé robot rồi. Tốt nhất là cậu nên xóa ký ức về tôi của tất cả mọi người ở đây đi. Phi à, con đang nói chuyện với ai vậy? Ai nên xóa mà xóa cái gì? Dạ không có gì đâu chú. Ủa? Vi à, chụp một tấm hình đi. Tôi là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đó nha. Anh ta ở đâu ra vậy ta? Nãy giờ đâu có thấy ở đây đâu. Cười lên đi nào, quên hết những chuyện đã thấy ở đây đi. Ủa? Sao tất cả chúng ta lại đứng đây vậy? Còn có Vi nữa. Chúng ta đang chuẩn bị chụp hình chung mà chú. Bây giờ chú đang bận lắm Vi à. Để bước khác đi nè. Cái gì? Chụp hình chung với bản mặt của cậu hả? Mơ đi. Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì rồi có đúng không hả? Cậu đã bỏ lỡ nhiều thứ lắm luôn. Đi thôi, tôi kể cậu nghe. Có ai giúp được tôi xuống đây? Vi Gintu, giúp tôi với. Kệ Via đi, nhấc bổng một chiếc xe hơi ở bên dưới lên. Để cứu được họ thì Via sẽ tự tới chỗ đó thôi. Cứu với. Người đâu rồi Via? Xuất hiện đi. Nhìn kìa, những người này đang khóc lóc đó. Mọi người hãy gọi cho cậu bé robot đi,
để xem cậu ta có thể tới được hay không. Chắc chắn cậu ấy sẽ tới. Nhưng mà hôm nay cậu ta sẽ không tới để cứu các người đâu. Cái chết đang chờ đón cậu ta ở ngay đây rồi. Cậu bé robot chắc chắn sẽ tới thôi. Chờ xem, cậu ấy sẽ tới. Xin ông, để chúng tôi được yên. Cho chúng tôi đi đi. Xin ông, các con tôi vẫn còn nhỏ lắm. Cậu bé robot sẽ tới ngay thôi mẹ. Cứ tin con đi. Vậy là đủ lắm rồi đó cậu bé robot. Ta sẽ đếm đến ba thôi. Nếu như ngươi không xuất hiện, ta sẽ để chiếc xe đó rơi tự do. 1, 2. Xin ông, tha cho chúng tôi đi mà. Tôi xin ông đó, làm ơn. Ba ơi, đừng có cầu xin ông ta như vậy nữa. Cứ tin con, cậu bé robot nhất định sẽ tới thôi. Cậu bé robot, ngươi có chịu xuất hiện chưa? Ta đếm đến 2 rồi. 1 tiếng nữa thôi. Bây giờ. Dừng lại, để cho họ yên. Ông muốn thì tôi đã có mặt rồi đây. Thả họ xuống đi. Không được Bia. Đi ra đi. Yeah, cậu bé robot. Mấy cưng à, bây giờ tụi con có thể bình an rồi đó. Cậu bé robot này đã chịu xuất hiện, nhưng không còn cửa quay đầu. Các bạn của ta ơi, miếng mồi đang ở ngay trước mặt kìa. Bắn đi. Bia, mau tránh đặt khỏi chỗ đó đi con. Bia. Bia, ngươi hãy dùng nút tự hủy của mình để phá hủy bản thân ngay lập tức đi. Nếu không thì ta sẽ giết bạn của ngươi ngay tại đây đó. Làm nhanh lên đi. Nhấn nút tự hủy để phá hủy bản thân của ngươi ngay lập tức đi. Cậu bé robot. Nếu như không thì Emily sẽ không sống được đâu. Tôi sẽ làm theo lệnh thưa ông chủ. Ông nội ơi, Emily là con đây. Con đã đánh bại Mắt Mắt trong trò chơi của ông ta rồi. Bia. Bia ơi. Ủa? Không. Mình không bao giờ đánh bại được Bia hay sao chứ? Quá đáng. Em lệnh lệnh. Đừng lại phải đánh vào đầu cậu ta nữa rồi. Hả? Junbun, tôi đang làm gì ở đây vậy hả? Xin lỗi Vi, tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Được rồi, có việc cho cậu đây. Hãy xóa ký ức của mọi người ở phố sách Gan. Chuyện Vi là một cậu bé robot. Đưa mọi thứ trở về y như trước đây đi. Xóa luôn ký ức của Mắt Max và Tim Bắc Tôn nữa. Để họ quên hết những hình dạng mà robot Vi có thể biến ra được. Umbrella xì bồ, cậu xí xô, tôi xí vào, xí ba, xí bơm. Dù có chuyện gì liên quan tới Vi cũng hãy quên hết đi. Đi thôi, chúng ta đi tìm chỗ mà cậu ngồi ăn cả buổi đi. Cậu đang làm cái trò gì ở đây vậy hả? Cậu mở cửa hàng này từ khi nào? Tại sao lại không báo cho tôi biết? Tôi không biết tại sao tôi ở đây nữa ông chủ ơi. Tôi mở cửa hàng này khi nào vậy? Mà cửa hàng này của ai? Sao tôi lại tới đây chứ? Có ai làm ơn nó tôi biết được không? Xin lỗi ông chủ, xin lỗi. Có ai ở đây không? Có ai không? Tôi đi đó nghe. Sao vậy? Có ai không? Không hiểu gì hết trơn.